Có thể thấy là màu sắc chả giò khá vàng đều này. So với chiên ngập dầu bình thường thì màu sắc không được bắt mắt cho lắm, nhưng mà Quỳnh thấy như vậy là cũng ok rồi. Còn bây giờ thì Quỳnh phải thử xem chất lượng ra sao mới được. Lớp vỏ bên ngoài thì giòn rôm rốp luôn, phần nhân bên trong thì vẫn giữ được độ ẩm và mềm, mà khi ăn thì không có cảm giác bị ngấy hay là gắt dầu so với chiên thông thường. Với những tính năng tiện lợi như chế biến được đa dạng, giảm lượng dầu mỡ trong thức ăn và đi cùng với xu hướng ăn sạch sống khỏe, thì nồi chiên không dầu trong thời gian gần đây đang ngày càng được săn đón, không chỉ với các gia đình mà còn với các bạn trẻ nữa luôn. Và nếu như các bạn đang tìm kiếm cho mình một chiếc nồi chiên không dầu với phân khúc tầm trung, đơn giản dễ sử dụng, thì còn chần chờ gì mà không cùng với Quỳnh theo dõi video ngày hôm nay để cùng trải nghiệm chiếc nồi chiên không dầu đến từ thương hiệu Fedori này nhé. Nồi chiên không dầu này của Fedori phải nói là có vẻ ngoài khá đơn giản. Toàn thân nồi là một màu đen đi cùng chất liệu nhựa bóng, nên xét về tổng thể sẽ phù hợp với nhiều không gian bếp. Và vì là nhựa bóng nên khi chạm vào sẽ khá bám vân tay, nhưng cũng không đáng ngại lắm, sau mỗi lần sử dụng mình chỉ cần dùng khăn ẩm lau qua là được. Phía bên dưới nồi còn có thêm 4 chân đế cao su giúp nồi tránh bị trơn trượt trong quá trình sử dụng. Mà phải nói là Quỳnh khá là thích thiết kế của chiếc nồi này luôn, nó nhìn hao hao như quả trứng vậy á mọi người. Và vì nhỏ gọn nên khi cầm lên cũng không có nặng lắm. Chiếc nồi này cũng khá dễ sử dụng nha, ngay cả khi mình mua tặng cho ông bà hay là cha mẹ ở nhà cũng được luôn, vì nó điều chỉnh thời gian và nhiệt độ bằng hai núm vặn này nè. Bên trên sẽ là núm vặn điều chỉnh nhiệt độ, hiển thị các mức nhiệt thường sử dụng từ 80 đến 200 độ C, giúp mình điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với từng món ăn. Có điều chỗ núm vặn này thì lại không chia nhỏ thông số theo từng vạch cụ thể, cho nên là những món ăn cần cài đặt nhiệt độ số lẻ như là 150 hay là 190 độ C thì cũng hơi khó chọn một chút đó. Còn phía bên dưới sẽ là núm vặn điều chỉnh thời gian với các mức thời gian chi tiết từ 0 đến 30 phút, cho phép mình tùy chỉnh hẹn giờ và chủ động hơn trong việc nấu nướng. Với những ai chưa có kinh nghiệm thì thường hay có thói quen là sợ đồ ăn bị cháy khét nên hay điều chỉnh núm vặn thời gian ngược về. Nhưng mà như vậy là không có nên nha, bởi vì núm vặn này được thiết kế theo dạng dây cót đồng hồ. Nếu như xoay ngược chiều lâu dài thì núm vặn sẽ bị lờn á. Mẹo nhỏ là khi chưa hết thời gian cài đặt thì mình chỉ cần rút dây điện ra để núm xoay nhiệt độ từ từ trở về mức 0 thôi nè. Nhìn chung thì cả hai núm điều khiển này khi vặn cũng khá là ok, mình chỉ cần xoay nhẹ một chút xíu là có thể điều chỉnh nhiệt độ và thời gian rồi, còn việc nấu nướng thì cứ để nồi lo. Còn nếu bạn còn đang lăn tăn không biết chọn mức thời gian nhiệt độ như thế nào cho món ăn thì có thể tham khảo thêm cuốn công thức nấu ăn đi kèm này nè. Quỳnh thấy là có hướng dẫn khá chi tiết cho từng món ăn đó. Ngó sơ về thiết kế bên ngoài vậy là đủ rồi, và để xem bên trong có gì thì mình sẽ kéo mở dầu chiên này ra nha. À mà phần tay cầm này cũng khá là chắc chắn. Khi chạm vào sẽ có cảm giác nhám tay mặt trong, còn mặt ngoài thì khá trơn láng nè. Kéo hộp trên da cũng thấy nhẹ nhàng nữa. Phần dầu chiên này khi cầm lên cũng nhẹ tay và đi kèm là một vỉ chiên chống dính. Mình có thể dễ dàng tháo ra để vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Và trên vỉ chiên này cũng sẽ có những khe nhỏ để trong quá trình chiên, dầu mỡ thừa sẽ chảy xuống hộp chiên, giúp giảm lượng dầu mỡ và thức ăn cũng chín đều hơn. Còn hộp chiên bên dưới khi sờ vào cảm giác khá là trơn láng này, mà nhờ được làm từ lớp men chống dính nên bên cạnh việc hạn chế thức ăn bám dính thì còn rất dễ vệ sinh nữa. Nãy giờ thì Quỳnh đã chia sẻ kha khá thông tin về chiếc nồi chiên không dầu này rồi, còn để đánh giá về chất lượng thì bây giờ mình sẽ cùng trải nghiệm thực tế xem sao luôn nha. Ở đây thì Quỳnh có sẵn một ít chả giò này, mà bình thường muốn chả giò được giòn và ngon thì mình phải đổ dầu ngập cả chảo luôn. Nhưng mà hôm nay với chiếc nồi chiên này thì mình chỉ cần dùng một ít dầu để khuếch nhẹ lên trên bề mặt chả giò trước khi chiên thôi. Trong quá trình sử dụng thì Quỳnh thấy chiếc nồi chiên này thời gian nướng chín cũng khá là lâu đó, cộng với phần chả giò vừa được lấy ra từ tủ lạnh. Nên bây giờ Quỳnh sẽ chọn mức nhiệt độ là 200 độ C trong thời gian là 30 phút. Và với chiếc nồi chiên này thì cũng cần thao tác chở để thức ăn có thể chín vàng đều hai mặt, nên mình sẽ chia ra làm 2 lần chiên, mỗi lần 15 phút. Sau khi điều chỉnh nhiệt độ và công suất thì đèn báo hoạt động cũng đã sáng lên, báo hiệu nồi cũng đang bắt đầu hoạt động. Đôi khi trong lúc nấu thì mình sẽ thấy đèn tắt, tức là nhiệt độ đã lên đến mức mình điều chỉnh rồi. Khi nào nhiệt độ giảm thì đèn sẽ lại sáng lên. À mà trong lúc nồi đang hoạt động thì mình cũng thấy là có một lượng nhiệt tỏa ra kha khá ở bên dưới và sau lưng nồi này.
nên các bạn cũng nhớ lưu ý là đặt nồi ở những vị trí thông thoáng, cách tường một khoảng nhất định và cũng không nên cho trẻ nhỏ đến gần lúc nồi đang hoạt động nha. Quỳnh vừa nghe âm thanh báo hiệu nồi đã chiên xong và bây giờ phải xem thành quả ngay mới được. Có thể thấy là màu sắc chả giò khá vàng đều này. So với chiên ngập dầu bình thường thì màu sắc không được bắt mắt cho lắm, nhưng mà Quỳnh thấy như vậy là cũng ok rồi. Còn bây giờ thì Quỳnh phải thử xem chất lượng ra sao mới được. Lớp vỏ bên ngoài thì giòn rôm rốp luôn, phần nhân bên trong thì vẫn giữ được độ ẩm và mềm. Mà khi ăn thì không có cảm giác bị ngấy hay là gắt dầu so với chiên thông thường. Chấm một miếng tương ớt nữa ta nói, tuyệt vời luôn. Trong lúc trải nghiệm thì Quỳnh cũng tranh thủ đo lượng điện tiêu tốn khi nồi chiên ở mức 200 độ C trong 30 phút, các bạn tham khảo qua nhé. Và phần vệ sinh nồi thì cũng đơn giản thôi. Sau khi sử dụng, mình rút điện, đợi nồi nguội hẳn rồi tháo rời phần rổ và vỉ chiên đem đi rửa. Riêng phần thân nồi thì dùng khăn ẩm lau qua là được. Như các bạn cũng có thể thấy, đối với ông bà, cha mẹ thì càng lớn tuổi mình lại càng phải quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn. Hạn chế những món ăn nhiều dầu mỡ, chất béo cũng là một trong những lựa chọn thiết thực đúng không nào? Và với những trải nghiệm cùng với Quỳnh thì có thể thấy là chiếc nồi chiên không dầu đến từ thương hiệu Fedori này bên cạnh tính tiện lợi, với mức giá thì cũng tầm trung thôi và đặc biệt là còn rất dễ xài nữa, thì không chỉ các bạn trẻ mà các cặp vợ chồng đang sống cùng với ông bà cha mẹ cũng nên cân nhắc để dinh ngay về nhà. Phần giá của sản phẩm này thì Quỳnh sẽ để ở dưới thông tin phần mô tả cho các bạn tiện theo dõi. Còn video ngày hôm nay thì đến đây thôi. Nếu như thấy video này hay và hữu ích thì hãy cho một like và một subscribe cho kênh Điện Máy Xanh nhé. Bye bye mọi người!